nay sẽ hướng dẫn cho mọi người cách reset của cái dòng Canon MX490 này nha. MX490 máy của Mỹ nha mọi người. Đây cái dòng này của Mỹ nha, nó có in can copy và có khay ADF nha, là cuốn giấy tự động nha. Và nó có cổng miệng len luôn nha mọi người, nó có miệng len luôn. Nó có cổng miệng len phía sau. Và nó kèm thắt nữa, tức là đa năng, con này đa năng. Đây là cái khay bỏ giấy này. Đây mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách reset nha. Con này cũng có thể chế mực liên tục cho nó cũng được. Này mở khay bỏ mực này. Này khay bỏ giấy nè. Khay giấy nhỏ thì chúng ta kéo lại nha. Bự thì chúng ta kéo ra thôi. Đẩy ra thôi. Này đại giấy. Nay sẽ hướng dẫn cho 10 cách reset đó nha. Để reset cho nó cũng đơn giản thôi. Trước khi reset thì chúng ta phải vào được chế độ reset cho nó nha. Để vào chế độ reset cho nó thì chúng ta làm như sau. Đầu tiên thì chúng ta giữ nút stop nè. Đè nút stop nha, đè chứ. Rồi. Tiếp tục ta đè nút nguồn. Vẫn đè nút nguồn này nha, ta thả nút stop ra, ta bấm vô đúng 5 cái. 1 2 3 4 5. Rồi ta thả đây ra. Là cái máy in nó vào chế độ mode này. Nó vào chế độ mode nha. Ta để ý cái đèn này. Rồi nó đứng này, đứng đèn là được nha. Sau khi nó đứng đèn thì chúng ta bắt đầu cắm cái sợi cáp nha. Ta cắm cáp rồi nha, ta cắm cái sợi dây cáp rồi. Rồi chúng ta cắm nha. Đây nó sẽ hiện, chúng ta mở phần mềm lên nó sẽ hiện cái series này đây. MX490 này lên, cái series của máy này. Để reset cho nó thì chúng ta vùng ICR chúng ta chọn thiết lập vùng nha. ICR thì chúng ta bấm thiết lập vùng, chúng ta bấm set. Rồi bấm function vô fitness nè. Để reset cho nó thì chúng ta bấm vô cái reset menu này, chúng ta bấm vô cái set này nha. Chúng ta bỏ vô một tờ giấy. Rồi chúng ta bỏ tờ giấy trắng vô. Bỏ vào. Rồi. Bỏ vào. Rồi sau chúng ta tiến hành bấm nút set nha. Thôi lỗi phần 2. Khi mà nó báo lỗi 02 thì chúng ta chọn cái set này nha. Rồi chúng ta bấm set. Rồi chúng ta đợi một xíu nha. Rồi, sau khi nó in cái bảng này ra nè. Rồi reset thì không không hết là chúng ta đã reset thành công nha. Không không hết là chúng ta đã reset thành công rồi. Nó sẽ báo là version vô fitness. Đó, rất là đơn giản. Rồi bấm ok. Đây là cách reset của dòng Canon MX490 rất là đơn giản. Xong ta tắt máy in nha. Này chúng ta cũng có thể bơm mực hoặc lắp mực liên tục cũng được, rất là tiện nha. Con này chúng ta nên nhấn mực rồi tiếp mực cho nó để cho nên tiết kiệm mực nha. Mọi người có vấn đề gì không hiểu thì comment phía dưới mình hướng dẫn nha. Người muốn nhấn mực hay bơm mực hay lắp mực thì có thể liên hệ. Sau khi chúng ta reset thì máy nó sẽ chúng ta chọn ngôn ngữ nào thì chúng ta chọn nha. Chúng ta muốn chọn ngôn ngữ nào thì chúng ta bấm cho thôi. Rồi, nó có tiếng Việt, chúng ta bấm cái tiếng Việt. Rồi, ta
Giờ lâu chúng ta đã cài đặt cái thiết lập nó xong nha. Mọi người muốn mua mật kha, muốn lắp mật gì có thể liên hệ số điện thoại bên dưới nha. Mình bỏ số điện thoại công ty bên dưới nha, hướng dẫn cho mọi người. Cái này dòng mới, nó in kem copy và có khai ADF, có phát luôn, có mạnh lên, rất là tiện.